Thường thì theo bản dạng là đối phương thấm tóc và sẽ bớt tay hoặc là đấm vào, thì chúng ta sẽ thủ vào phần đầu trước đó. Thì như các bạn đã biết ấy, thì khi đối phương nắm quả chúng ta thì khoảng cách của đối phương và chúng ta rất chi là gần. Đây là phần sống mũi của đối phương, phần này thì rất chi là mềm, cho nên chúng ta chỉ cần dùng cái. Xin chào Phan Phan, mình là Phan Thảo và đây là Nguyễn Kính. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn một số kỹ năng tự vệ mà có thể ứng dụng được trong cuộc sống. Và sau đây là tình huống giả định và cách tháo gỡ. À, xin lỗi. Như các bạn đã thấy cái tình huống giả định đúng không? Khi chúng ta đi ra đường, chúng ta va chạm này, đi đám cưới này, hoặc là các bạn học sinh đi học này, gây gỗ thì thường là hay bị túm cổ áo và đe dọa, rồi gây sự. Thì chúng ta nên làm gì? Mời các bạn xem hóa giải cái đòn túm cổ. Khi đối phương túm cổ áo chúng ta, việc đầu tiên các bạn làm là phải đưa hai cái tay lên. Cái mục đích của chúng ta đưa tay ấy, thì để tránh đối phương tấn công đối với ta. Các bạn thấy chưa? Thường thì theo bản dạng là đối phương tấm tóc và sẽ bớt tay hoặc là đấm vào, thì chúng ta sẽ thủ vào phần đầu trước. Thì như các bạn đã biết ấy, thì khi đối phương nắm quả chúng ta thì khoảng cách của đối phương và chúng ta rất chi là gần. Đây là phần sống mũi của đối phương, phần này thì rất chi là mềm, cho nên chúng ta chỉ cần dùng cái ức của bàn tay đẩy thẳng vào phần mũi, thì cái phần mũi này nó sẽ sập xuống và gây cho đối phương bị choáng. Và nếu cái lực đủ mạnh thì các bạn cũng biết thì đối phương là phải nhập viện ngay lập tức, nếu không thể gây nguy hiểm. Cho nên một là chúng ta đưa tay lên và một tay chúng ta sẽ giữ đối phương, giữ cái tay đối phương lại, còn tay này là chúng ta giữ lại để tránh đối phương bị tác. Trong quá trình đó thì chúng ta sẽ nhìn vào phần mũi của đối phương và đánh thẳng vào đó. Sau đó chúng ta bỏ chạy và kêu cứu. Tình huống này thì rất chi là đơn giản và ai cũng có thể thực hiện được. Nhưng trường hợp này thì chúng ta phải xem xét lại, vì nếu chúng ta quá thấp so với đối phương, ví dụ như các bạn nhỏ quá thấp so với đối phương thì sẽ đẩy tay không tới. Ví dụ đẩy tay không tới thế này thì chúng ta có thể thay vào là đánh vào phần hạ bộ. Thủ tay đánh vào phần hạ bộ, có nghĩa là chúng ta sẽ sử dụng tùy vào chiều cao, nhưng mà thường thì chiều cao sẽ chênh nhau không bao nhiêu, chúng ta nên đánh vào phần sống mũi. Cho nên các bạn phải giữ bình tĩnh là việc đầu tiên nha. Khi người ta tấn công mình cứ đưa tay lên bình tĩnh trước, sau đó mới tấn công. Mình hy vọng những gì mình chia sẻ hôm nay sẽ giúp các bạn ứng dụng được trong cuộc sống khi gặp vào những tình huống giả thuyết trên. Nếu các bạn cảm thấy những gì mình chia sẻ hay và bổ ích thì mong các bạn sẽ giúp của mình một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.